Nên bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục nhận được những cái thông tin là Bitcoin vẫn đang được di chuyển với cái số lượng lớn. Trong dòng hồi sáng này thôi các bạn thấy là nhận được hai thông tin à, thường tham gia vào những cái telegram như là crypto coin alert thì cũng tương tự như là nhiều bạn tham gia theo dõi well alert thì chúng ta thấy được là hồi sáng này thôi hồi 8 giờ sáng đã có 6.994 bitcoin được di chuyển lên những sàn giao dịch như là các bạn thấy được Binance thì có 3.640 bitcoin được di chuyển hồi 8 giờ sáng OKX thì có 2.178 Bitcoin được di chuyển lên trên sàn OKX và Kraken thì có 593 đồng Bitcoin được di chuyển lên trên sàn Kraken Sau đó nữa các bạn thấy được là một tiếng sau thì lại có thêm nhiều thông tin là thêm 8.366 Bitcoin được di chuyển lên những sàn OKX, Bitfinex và Hobby Global thì những thông tin này có thể là nhiều người cho là di chuyển lên để mà bán thì cũng có thể nhưng mà một trong những điều mà thuận thường, thường hay đặt câu hỏi là những thông tin này đúng là chúng ta thấy là những thông tin này là thông tin đến từ blockchain là bao nhiêu bitcoin được di chuyển là những cái ví mà người ta biết là những ví đó là thuộc à, quyền sở hữu của sàn nhưng mà di chuyển để làm gì thì có thể là di chuyển vì một lý do nào đó chứ không phải là để bán hoặc là nếu như bán đi nữa thì điều mà Thuận vẫn đang thắc mắc là cái số lượng bitcoin này bán thì ảnh hưởng như thế nào đối với giá cả. Tại vì nhiều người thì có cái sự suy nghĩ là bitcoin di chuyển lên sàn thì người ta sẽ bán hết một lúc nhưng mà các bạn cần nên biết là người mà bán thì họ không lý do gì mà muốn bán với cái giá thấp hơn tại vì bitcoin càng được xả thì giá nó sẽ càng đi xuống cho nên thường thì người ta sẽ bán trong cái chiến lược là bán từ từ để không ảnh hưởng đến giá cả cho nên những cái thông tin này nếu chỉ dựa những thông tin này mà các bạn ra quyết định là nên bán hết bitcoin của mình tại vì có quá nhiều bitcoin đưa lên trên sàn và có khả năng là sẽ bị đâm thì cũng không hẳn nhưng mà những thông tin này cũng ít ra chúng ta biết được là có bitcoin được di chuyển lên trên sàn chỉ là không biết di chuyển lên trên sàn để làm gì và nếu như thực sự để bán thì sẽ bán như thế nào và cái số lượng bitcoin này với lại cái giao dịch ở trên sàn thì khi mà bán ra thì ảnh hưởng đến giá cả như thế nào nếu như mà cái nguồn cầu rất là cao trên sàn thì có thể là tất cả bitcoin này khi bị tung ra thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giá cả tại vì đã có nhiều người chờ sẵn để mà mua và cũng đã lâu rồi chúng ta không nói tới tình hình của chứng khoán các bạn cũng đang thấy là trong vòng hai tuần qua thì bitcoin rất là sôi động và thị trường crypto rất là sôi động cho nên chúng ta không nói tới tình hình của chứng khoán nhưng mà đây cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng để thuận giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn chúng ta nhìn vào ngày hôm nay thì tuy hôm nay là lễ black friday là một cái ngày mà mua sắm à, và có một số công ty là được nghỉ như là công ty của thuận nhưng mà chứng khoán hôm nay là vẫn mở cửa và hôm nay thì các bạn thấy là chỉ số Dow Jones lại uh, tiếp tục tăng lên một chút, S&P lại tiếp tục tăng lên một chút và Nasdaq lại tiếp tục tăng lên một chút. Thật ra Dow Jones và S&P 500 đã đạt cái đỉnh mới của tuần này. Các bạn thấy được là tuần này là cả hai chỉ số đã đạt cái đỉnh mới nhất, cái đỉnh cao nhất từ trước cho tới bây giờ. Chúng ta thấy được là cái sự hứng thú đối với chứng khoán vẫn đang rất là cao và giá cả vẫn rất là cao. Nhưng mà ngược lại các bạn thấy được là Vàng thì hợp đồng của vàng lại tiếp tục có cái sự đi xuống giá Bây giờ các bạn thấy ra xuống dưới 1.800 điểm là xuống thêm 20 đô la Bây giờ là 1790 790 đô la cho một ounce vàng Trong thời gian qua thì vàng các bạn thấy là không tiếp tục tăng trưởng mà đã đi ngược trở về à, Còn dầu thì mình thấy được là dầu tuy là hôm nay đi xuống 0.7% Nhưng mà hợp đồng dầu bây giờ là 45 đô và 38 cent là coi như là cũng rất là tốt rồi So với lại cách đây vài tháng Tại vì bây giờ chúng ta có nhiều thông tin liên quan tới là À, sẽ có vắc xin thì đương nhiên là nhiều người sẽ có cái sự lạc quan hơn về thị trường dầu, tại vì các bạn thấy được là nếu như mà mọi chuyện trở lại như trước đây khi mà có vắc xin thì người ta sẽ mua sắm nhiều hơn, hàng hóa sẽ được di chuyển nhiều hơn, sản xuất hàng hóa cũng nhiều hơn dẫn đến là nhu cầu dầu sẽ tăng lên, dẫn đến là giá dầu sẽ tăng lên. Như thường nói chia sẻ với các bạn là ngày hôm nay thì S&P 500 đã đạt được kỷ lục mới. Thì tình hình bây giờ các bạn thấy được là chúng ta cần phải hiểu được là với cái tình hình thị trường tài chính có sự tăng trưởng chúng ta nói tới chứng khoán có, có sự tăng trưởng như vậy thì Bitcoin đóng vai trò gì ở thị trường tài chính hiện bây giờ tại vì sự quan hệ giữa thị trường tài chính và Bitcoin càng ngày càng gần nhau hơn các bạn thấy được là càng ngày càng có nhiều người từ thị trường tài chính đầu tư vào Bitcoin và nhất là những tổ chức đầu tư lớn thì Bitcoin đóng cái vai trò gì và thị trường chứng khoán có sự tăng trưởng đạt đỉnh mới như vậy thì Bitcoin sẽ có tương lai như thế nào thì chúng ta cũng đã biết là trong vòng mấy tuần qua thì chúng ta đã có thêm nhiều thông tin rõ ràng hơn như là thông tin liên quan tới bầu cử thông tin liên quan tới vaccine thông tin liên quan đến dịch bệnh thì tuy là các bạn thấy là dịch bệnh tăng trưởng nhưng mà rất rõ ràng là thị trường cổ phiếu không có nghĩ đây là một mối lo ngại chứng minh là các bạn thấy được là S&P 500 thì đã đạt được cái đỉnh mới ngày hôm nay thì các bạn thấy như đầu tư thì rất là lạc quan về tương lai của giá cả cổ phiếu tại vì họ tin tưởng là sẽ có vắc xin và cũng sẽ có mối gói hỗ trợ cho nên bây giờ là những nhà đầu tư trên thị trường tài chính thì không có quan tâm nhiều đối với cái tình hình là dịch bệnh tăng trưởng thì trong trường hợp này các bạn cũng đã thấy là từ khi Bitcoin ra tới bây giờ thì chúng ta thấy chứng khoán cứ tiếp tục tăng trưởng trong vòng 11 năm qua mãi cho đến là đầu năm nay thì chứng khoán mới ngưng tăng trưởng và có cái sự điều chỉnh lại nhưng mà chứng khoán thì đã tăng trưởng liên tục trong vòng 11 năm qua khi mà Bitcoin ra đời thì khi chứng khoán tăng trưởng thì các bạn thấy được là giá bitcoin cũng tăng trưởng theo thì nhiều người cho đây là một cái câu chuyện cho thấy được là bitcoin là một cái loại tài sản mà người ta chấp nhận nguy hiểm cao thì bitcoin sẽ tăng trưởng theo có nghĩa là khi mà mọi người chấp nhận nguy hiểm cao trong thị trường tài chính thì họ sẽ nhìn vào bitcoin tại vì họ muốn có lợi nhuận cao hơn chấp nhận nguy hiểm cao hơn nghĩa là bitcoin là một cái loại đầu tư mà sẽ tăng trưởng khi mà thị trường tài chính tăng trưởng nhưng mà ngược lại, nhiều người thì đang nhìn vào Bitcoin với một cái câu chuyện khác đó chính là tình hình bây giờ sẽ dẫn đến lạm phát sẽ ngày càng tăng nhiều hơn, sẽ dẫn đến bong bóng thị trường chứng khoán và thị chứng khoán đã tăng trưởng không ngừng nghỉ từ tháng 4 cho tới bây giờ và nếu như mà chúng ta trở lại đầu năm mà thường chia sẻ bạn là chúng ta sẽ đối đầu với một cái dịch bệnh với cái sự ảnh hưởng lớn như vậy về thị trường tài chính của toàn cầu nhưng mà thường này nói các bạn là nhưng mà các bạn đừng có lo tại vì chứng khoán sẽ đạt đỉnh mới trong năm nay sau dịch bệnh, trong khi mà dịch bệnh làm tê liệt rất là nhiều những cái nền kinh tế, thì các bạn có thể nói là thuận bị chuyện nhưng mà thực sự như vậy các bạn thấy được là dịch bệnh đã xảy ra làm tê liệt nền kinh tế, hồi phục lại rất là chậm bây giờ thất nghiệp vẫn còn, bây giờ dịch bệnh là tiếp tục tăng trưởng trở lại nhưng mà chứng khoán thì đã đạt cái đỉnh mới, thì nhiều người cho là đây là một cái bong bóng và bong bóng này sẽ vỡ có nghĩa là chứng khoán không thể nào tiếp tục lên ngoài mà không điều chỉnh được cũng như là chúng ta nói tới bitcoin không ai nào mà lên liên tục mà không điều chỉnh thì nhiều người cũng cho là chứng khoán không sẽ không ai nào mà lên hoài mà không điều chỉnh được chỉ có là thị trường chứng khoán này trường lớn hơn cho nên những cái chu kỳ nó sẽ dài hơn nhưng mà nhiều người tin tưởng là cũng sẽ có đợt điều chỉnh và khi đó thì bitcoin sẽ đóng cái vai trò là một cái loại tài sản trú ẩn an toàn cho nên các bạn thấy là bitcoin đang giữ những cái vị trí mà rất được có lợi nếu như mà thị trường chứng khoán tăng trưởng thì bitcoin cũng tăng trưởng nếu như mà thị trường chứng khoán vỡ bong bóng thì Bitcoin vẫn có thể tăng trưởng cho nên các bạn thấy được là cho dù thị trường chứng khoán như thế nào thì Bitcoin vẫn có cơ hội tăng trưởng chúng ta bây giờ thì nói tới một số những thông tin khác mà nổi bật của ngày hôm nay đó chính là liên quan tới sàn OKX đã mở lại cho rút tiền thì các bạn cũng đã nhớ là sàn OKX thì đã ngừng rút tiền vô thời hạn vào ngày 16 tây tháng 10 sau khi mà một trong những người nắm giữ chủ chốt của sàn giao dịch bị mất liên lạc và và nhiều người nói là một trong những người chủ chốt của sàn OKX OK là đang hỗ trợ điều tra với chính quyền. đây là cái thời điểm mà các bạn thấy là cách đây hơn một tháng làm cho nhiều người rất là hoang mang và sàn OKX OK chỉ có rất là ít những cái thông tin chia sẻ với mọi người là tình hình như thế nào và nhiều người thì đã cho thời điểm đó là có thể là không thể nào mà lấy được số tiền của mình nữa. nhưng cuối cùng thì sàn OKX OK cũng đã đưa ra thông báo là sẽ bắt đầu cho rút tiền và trong như một ngày thôi các bạn thấy được là ngày 26 tháng 11 ngày hôm qua thì khi mà vừa mở cửa thôi thì đã có 2.822,8 đồng Bitcoin được rút có thể nói là đây là một trong những cái đợt rút tiền nhiều nhất trong vòng một lóc của sàn OKX trên căn bản các bạn thấy được là rất nhiều người khi mà sàn vừa mở thì người ta ao ạ vào được mà rút tiền điều này cũng rất là bình thường thôi tại vì nhiều người rất là lo sợ trong vòng một tháng qua đó chính là không thể rút tiền ra khỏi sàn OKX thì nhiều người thì cho là cái đợt mà tăng giá đợt này của Bitcoin là tại vì sàn OKX tạm ngừng không cho rút Bitcoin cho nên dẫn đến là một trong những yếu tố là thiếu hụt nguồn cung một phần là do cái sàn này không cho rút à, tuy nhiên các bạn thấy được là nhiều người mà quan sát thị trường thì không thấy được đây là cái lý do đáng kể à, để có thể là liên kết cái đợt tăng giá Bitcoin đợt này với lại cái vấn đề của sàn OKX Tại vì cái đợt tăng giá uh, đợt này và sàn OKEx không cho rút tiền có thể là hoàn toàn là ngẫu nhiên Thường cũng không tin là lý do tại sao mình không tăng trưởng là tại vì sàn OKX tạm nhận rút tiền điện tử uh, Thường nghĩ là cái lý do đợt này tăng trưởng là tại vì chúng ta có cái đợt FOMO đến từ những tổ chức đầu tư như mình đã chia sẻ trong những cái video trước đây Thì đây là một trong những cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thể nắm được tình hình hiện bây giờ liên quan tới sàn OKX Một thông tin khác nữa cũng rất nổi bật đó chính là thông tin liên quan tới cảnh sát Trung Quốc đã thu giữ 4,2 tỷ đô la crypto thì các bạn thấy được là đây là cái thông tin mà những người nào mà đã theo dõi thị trường này từ năm 2019 tới bây giờ thì cũng đã biết đó chính là thông tin liên quan đến một cái vụ lừa đảo plus token rất là nổi tiếng và các bạn thấy được là vụ lừa đảo này đã gạt rất nhiều người. thì cái thông tin chia sẻ là từ ngày 6 tây tháng 4 năm 2018 đến ngày 27 tây tháng 6 năm 2019 thì cái mô hình lừa đảo này Plus Token này, cái dự án lừa đảo này đã lừa đảo được tổng cộng là 2,6 triệu người. Các bạn thấy được là con số người mà bị lừa đảo rất là lớn. Và trong cái thời gian mà hoạt động lừa đảo này thì họ đã lừa đảo được tổng cộng là 314.000 đồng Bitcoin, 117.000 đồng Bitcoin Cash, 96.000 đồng Dash, 11 tỷ đồng Doge 1,84 triệu đồng Litecoin, 9 triệu đồng Ethereum, 51 triệu đồng US và 982 triệu đồng XRP Và tổng cộng thì đã có 15 người bị bắt thì đã bỏ tù Những người bị bắt này là từ 2 cho đến 11 năm và phạt từ 100 ngàn cho đến 1 triệu đô la Thì đây là một dự mà đưa đạo rất là lớn năm 2019 và nhiều người cho đây là lý do tại sao mà giá của Bitcoin ở năm 2019 hồi hè đó khi mà lên tới khoảng 14.000 đô thì lại bị sập tại vì liên quan đến cái vụ lừa đảo plus token này và các bạn thấy là con số người mà bị lừa đảo rất là nhiều lên tới 2,6 triệu người và một trong những cái điều đặc biệt là những cái dự án lừa đảo này họ rất là thông minh họ sẽ không đến gần những cộng đồng mà hiểu biết về tiền kỹ thuật số cho nên rất nhiều người trong thị trường này là hoàn toàn không biết đến plus token cho đến khi mà cái vụ lừa đảo này bị bể ra thì mọi người mới biết khi mà đọc tin tức chứ còn bản thân thường cũng không hề nghe nói tới plus token tại vì đối tượng của họ không phải là chúng ta không phải những người mà biết về thị trường crypto đối tượng của họ là những người mà không biết về thị trường crypto và đây cũng là một trong những cái điều mà rất là quan trọng mà thường muốn chia sẻ với các bạn thì các bạn thấy là sau cái vụ lừa đảo này thì nhiều người nghĩ là cái số tiền này đã bị mất đi không thể lấy lại được nhưng mà tòa án trung quốc đã cho biết là cảnh sát đã thu giữ được một số crypto của plus token trị giá hơn 4,2 tỷ đô la trong đó có 194.775 đồng Bitcoin, 833.083 đồng Ethereum, 1.4 triệu đồng Litecoin, 27.6 triệu đồng US, 74.167 đồng Dash, 487 triệu đồng XRP, 6 tỷ đồng Doge, 79.581 đồng Bitcoin Cash và 213.724 đồng Tether. Thì các bạn thấy được là cái số tiền được tịch thu này thì sau này sẽ được gửi đến cho những cái nạn nhân. Nhưng mà chúng ta không biết được là họ sẽ gửi khi nào và gửi như thế nào Cho nên trong thị trường bây giờ thì có một mối lo ngại là cái con số Bitcoin này 194.775 không phải là con số nhỏ Và nếu như mà cái đối tượng mà Plus Token trước đây đi theo đuổi đó là những người mà không hiểu biết về tiền kỹ thuật số Thì khi mà họ lấy lại được số Bitcoin này thì có cơ hội rất cao là họ sẽ không có muốn tiếp tục tham gia thị trường crypto nữa họ sẽ bán cái số bitcoin này nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa cần phải lo ngại tại vì các bạn thấy được đây là thông tin được đưa ra từ tòa mà thôi chứ chúng ta chưa có biết được chi tiết là khi nào sẽ gửi ra và gửi như thế nào có thể là họ chia ra là nhiều đợt để gửi ra và có thể là một số người và đương nhiên không phải là một trăm phần trăm mọi người đều sẽ bán và đương nhiên là không phải là một trăm phần trăm sẽ bán cùng một lúc và có thể là họ chia ra làm nhiều đợt để gửi ra thì nếu như mà như vậy thì cái sự ảnh hưởng sẽ không có nhiều đến thị trường của crypto nhưng mà đây là một trong những cái mối lo ngại cũng tương tự như là nhiều người lo ngại trong vòng mấy năm qua là sàn Malgox bị hack trước đây thì cái số lượng Bitcoin mà sẽ được trả trở về cho những cái nạn nhân thì họ sẽ bán nhưng mà các bạn thấy được là cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được ngày nào thì sàn Malgox mới trả số tiền đó cho những người bị hack trước đây và cái dự án này đã kéo dài nhiều năm thì bây giờ dự án liên quan tới Plus Token Ponzi thì thường nghĩ là cũng có thể kéo một dài một thời gian cho nên bây giờ chưa phải là lúc chúng ta lo lắng nhưng mà đây cũng là một thông tin mà thùng muốn chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn thì đây là những cái thông tin mà thùng muốn chia sẻ với bạn trong cái video ngày hôm nay thùng biết là cái video này cũng rất là dài cho nên thường chia ra làm nhiều cái video ngắn hơn để các bạn dễ dàng tiếp cận thông tin à, hôm nay là ngày Black Friday thì công ty của thùng được nghỉ cho nên thùng muốn dành một ít thời gian à, để mà chia sẻ thêm những thông tin với các bạn và thùng hy vọng là các bạn nhận được những giá trị trong video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn